Lục quân hiện đại hóa cùng xe tăng T-90 là hàng loạt vũ khí made in Việt Nam cực đỉnh. Gần đây, lục quân đã có những bước lột xác đầy ngoạn mục khi liên tục được nhận pháo tự hành xe tăng T-90 mới mua từ nước ngoài song song với vũ khí made in Việt Nam cực đỉnh. Lục quân Việt Nam từng bước hiện đại. 6 năm trước vào ngày 15 tháng 1 năm 2014, lễ tiếp nhận chính thức tàu ngầm Kilo 636 hiện đại đầu tiên của Hải quân Việt Nam mang tên tàu ngầm Hà Nội, số hiệu HQ182 đã diễn ra tại quân cảng Cam Ranh Khánh Hòa, đánh dấu một bước phát triển lịch sử vượt bậc, giúp sức mạnh phòng thủ của quân đội ta đã tăng lên đáng kể. Với 6 chiếc tàu ngầm Kilo 636 do Liên bang Nga chế tạo và chuyển giao đầy đủ, an toàn trong những năm qua, đã giúp quân đội nhân dân Việt Nam từ chỗ chỉ có khả năng tác chiến trên đất liền, trên không và trên mặt biển thì từ nay chúng ta có thêm khả năng tác chiến cả dưới mặt nước. Đây là những cú đấm thép cực mạnh trong lòng biển cùng với đó các trung đoàn không quân tiêm kích Su-30MK2, trung đoàn tên lửa S-300, các lữ đoàn tên lửa bờ trang bị tổ hợp Bastion-B, Extra, Akula cũng đã được thành lập mới và kiện toàn giúp khả năng phòng thủ trên không trên biển của quân đội ta tiến bộ vượt bậc, đủ sức bảo vệ chủ quyền trên không trên biển và hải đảo một cách vững chắc. Có được điều đó là nhờ các quân binh chủng mũi nhọn như phòng không không quân, hải quân và một số lực lượng mũi nhọn khác được định hướng tiến thẳng lên hiện đại, được đầu tư mua sắm nhiều vũ khí trang bị thế hệ mới, bắt kịp trình độ chung của khu vực và thế giới. Mới đây nhất, chúng ta có thêm bộ tư lệnh tác chiến không gian mạng nữa, tạo thành sức chiến đấu tổng hợp trên mọi môi trường, trong mọi điều kiện, bất kể ngày hay đêm. Lục quân, lực lượng quy định trên chiến trường, gần đây bắt đầu có những bước tiến lớn. Một số lực lượng mũi nhọn đã được trang bị vũ khí mới, rất hiện đại như pháo tự hành, xe tăng T-90. Đã và sẽ tiếp nhận những vũ khí made in Việt Nam cực đỉnh. Tuy quá trình hiện đại hóa của lục quân có chậm hơn một chút so với một vài quân binh chủng mũi nhọn, nhưng những loại vũ khí mới được trang bị đều thuộc loại cực đỉnh mà nhiều nước phải mơ ước và đáng chú ý là trong đó đa phần made in Việt Nam. Đầu tiên, phải kể đến các loại súng tiểu liên, súng trường tấn công. Hiện nay, trừ một số súng Tavor do Israel sản xuất trang bị cho hải quân đánh bộ, thì các nhà máy thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đều chế tạo với số lượng lớn. Cành chim đầu đàn trong lĩnh vực chế tạo súng bộ binh không ai khác đó chính là nhà máy Z-111, nơi được đầu tư dây chuyền sản xuất súng Galin, rất hiện đại do Israel chuyển giao. Từ những công nghệ hiện đại bậc nhất thế giới, Z111 không chỉ sản xuất theo giấy phép các loại súng Galil, mà còn sản xuất nhiều mẫu súng bộ binh hiện được quân đội Nga và nhiều nước trên thế giới sử dụng phổ biến, với cải tiến theo yêu cầu và kinh nghiệm thực tiễn của riêng Việt Nam. Những mẫu súng GK1 và GK3 hoàn toàn made in Việt Nam, từ khâu thiết kế tới sản xuất, được đánh giá không kém gì những loại súng đẳng cấp do các hãng vũ khí hàng đầu trên thế giới chế tạo. Kể đến, súng bắn tỉa cỡ lớn, súng phóng lựu bắn loạt Made in Việt Nam cũng lần lượt ra đời. Sản xuất hàng loạt trang bị cho các đơn vị đã không chỉ thay thế những vũ khí cũ mà còn nâng cao đáng kể hiệu quả huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Trong đó nổi bật nhất có thể kể đến súng bắn tỉa hạng nặng OSV-96 Made in Việt Nam theo thiết kế súng KSVK của Nga, kèm theo đó là những loại kính ngắm quang học tuyệt hảo giúp xạ thủ có khả năng chiến đấu bất kể ngày hay đêm. Ngoài ra, với việc sản xuất thành công súng máy PKMS, súng phóng lựu liên thanh AGS-17 rất hiện đại, Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam đã tự chủ gần như hoàn toàn vũ khí trang bị cho các sư đoàn bộ binh. PKMS là loại vũ khí mới được các chuyên gia quân sự đánh giá là dòng súng máy tiêu chuẩn tốt nhất thế giới. Và trong biên chế của các đơn vị cơ giới Nga, PKMS và các phiên bản của nó là một trong những loại vũ khí tiêu chuẩn. Trong khi đó, súng phóng lựu liên thanh AGS-17 được đánh giá là vũ khí có tốc độ bắn rất cao, độ sát thương mạnh, được xem là khắc tinh của chiến thuật chiến tranh biển người. Không thể không nhắc tới hai loại súng chống tăng hết sức uy lực đó là RPG-7 với đạn cải tiến và RPG-29 hoàn toàn mới do công nghiệp quốc phòng Việt Nam cải tiến sản xuất dựa trên chuyển giao công nghệ của Nga. Loại hoạt lực được mệnh danh là sát thủ diệt tăng uy lực hàng đầu thế giới RPG 29 đã được Việt Nam sản xuất đưa vào biên chế từ vài năm nay và đã được giới thiệu một số lần trong các triển lãm thành tựu công nghiệp quốc phòng và luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của nhiều người. Nhưng đó chưa phải là tất cả, còn nhiều và rất nhiều sản phẩm mới sẽ được chúng tôi lần lượt giới thiệu ở các kỳ tiếp theo, trong đó có loại vũ khí made in Việt Nam là niềm mơ ước bấy lâu nay giờ sắp thành hiện thực. Như, như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ.